Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài ngày nữa thôi, đội công binh đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, còn được gọi là đội công binh số 1, sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ UNIFAR trong vòng một năm. Đội công binh số 1 bao gồm 184 người, sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp phái bộ UNIFAR duy trì ổn định tại khu vực APA, khu vực biên giới tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Và sau 6 tháng khẩn trương triển khai, đến nay, mọi công tác chuẩn bị về nhân sự, về tổ chức trang thiết bị cũng như là huấn luyện tiền triển khai đều đã hoàn tất. Buổi diễn tập cuối cùng của đội công binh số 1 trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại ABA. Hệ thống máy khoan tự động này là một trong hơn 100 trang thiết bị mà đội công binh số 1 sẽ vận chuyển sang ABA trong thời gian tới để giúp khoan giếng, cấp nước sạch cho người dân địa phương. Góp phần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, giúp người dân sinh sống tại khu vực ABA có cuộc sống tốt đẹp hơn là một trong các nhiệm vụ nhân đạo mà đội công binh số 1 sẽ phải thực hiện. Nước Sudan ấy thì vấn đề nước dùng, nước ăn cũng như là nước sinh hoạt là một vấn đề rất hết sức nhức nhối. Làm thế nào để có nước cho người dân thì đó là một cái vấn đề trăn trở của đội công binh chúng tôi. Căn cứ vào cái nguồn nước có thể khoan được, mỗi tháng chúng tôi sẽ khoan một cái giếng. Một cái giếng này có thể phục vụ được cho khoảng độ 20 hộ dân. Khí hậu ABA chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Giao thông đi lại khó khăn, chủ yếu là đường đất. Cứu kéo xe bị sa lầy và đảm bảo cơ động cho các tuyến đường trong mùa mưa sẽ là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của đội công binh số 1. Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, đội công binh số 1 đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và thực hành diễn tập sát với thực tế. Đối với bài tập ngày hôm nay thì chúng tôi luyện tập ở bước cơ bản ban đầu. Đó là sử dụng xe cứu hộ 24 tấn để cứu kéo xe bị chết máy ở trên đường đưa về đơn vị để tiến hành sửa chữa. Đối với mức độ cao hơn, giả định là cái xe sẽ bị ngập đến hết bánh xe và chúng tôi sẽ tiến hành cứu kéo và sử dụng các trang thiết bị khác để cứu kéo. Nâng mức độ bảo vệ các sĩ quan đi làm nhiệm vụ quốc tế là ưu tiên hàng đầu của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Bệnh viện dã chiến cấp 1 và đội đặc công tinh nhuệ đã được cắt cử làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn về tính mạng và sức khỏe cho các thành viên của đội công binh số 1, chiếm gần 20% quân số toàn đội. Lần đầu tiên chúng ta có cái lực lượng đặc công đi bảo vệ cái đội hình quân tham gia gìn giữ hòa bình của chúng ta. Cố gắng làm sao đảm bảo an toàn nhất trong mọi tình huống, không để đổ máu xảy ra với các lực lượng của chúng ta. Không để xảy ra cái sự hy sinh về tính mạng con người. Dự kiến vào ngày 3 tháng 2, tức mùng 3 Tết, các cán bộ chiến sĩ của đội công binh số 1 sẽ xuất quân đợt 1 lên đường tới ABA. Đợt 2 sẽ diễn ra sau đó 15 ngày. Trước đó, Việt Nam đã cử 250 lượt cán bộ, nhân viên đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.